Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề như giữa anh em dùng đèn LED Molux X100 á, bản combo pro nó kèm pin á, thường thường hay bị cái vấn đề là pin vẫn sạc vào đồ điện bình thường nhưng khi cắm vào đèn nó không nhận. Thì các bạn thử một cái cách này nha. Cái cách này là từ hãng nó chỉ, thì chủ yếu là do một thời gian bạn xài dùng lâu á, thì chỗ này nè, những cái mạch tiếp xúc ở đây nè, nó bị bụi hoặc là bị dơ á. Đó, chỉ cần bạn lấy bông gòn tí cồn á hoặc là một miếng vải sạch, là bạn vệ sinh sạch những cái điểm tiếp xúc ở nhà, 6 cái điểm này, cho nó sạch lược là ok. Thì pin pin này là một khách hàng nhờ mình gửi đi bảo hành. Nó khách hàng là nói em cắm vào đèn không lên. Rồi ok, thì mình tại mình bán từ hãng, hãng những nguyên viên bên hãng nó chỉ những cái cách test cơ bản nhất luôn. Thì có nghĩa là cắm thử pin pin này, cắp cái đèn này qua cổng taxi, si, nếu mà lên bình thường, nghĩa là viên pin này vẫn sạc, xả pin hoạt động bình thường là ok. Đó, tiếp đến mình test tiếp là về cái vấn đề mạch này, hãng kêu là vệ sinh cái này kỹ đi, đó, thổi bụi chỗ này sạch luôn. Đó, sau khi làm hai bước đó, bạn gắn vào lại lần nữa coi nó có lên hay không. Đó, nhớ vệ sinh sạch nha, tại vì sau một thời gian dùng bụi bẩn đấy, nó dính vào những cái mạch đó, nó cản trở tiếp xúc thôi. Đó, còn khi bạn lên rồi á, đó thì bạn gắn lên vẫn lên bình thường. Đó, ok, nó lên rồi nè. Đó, thì là khách hàng đỡ phải đi bảo hành. Đó là một cái cách để mình thử pin nha. Đó, chia sẻ mọi người thôi. Tại có nhiều trường hợp, nhiều khách hàng bị vấn đề cắm đèn không lên mà pin sạc vẫn được. Thì bạn thử cách đó nha. Đó là cách hãng chỉ. Đó, còn nếu mà thử tất cả các cách luôn mà nó không lên thì chỉ còn vấn đề cuối là đi bảo hành thôi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thank you.